Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với video của mình. Mình là Trần Quý Tuấn Minh. Năm nay mình 9 tuổi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp một cái máy bán hàng tự động như thế này nhé. Cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên, các bạn sẽ chuẩn bị đồ như sau. Đó. Bây giờ mình cùng lắp thôi. Các bạn lấy hai miếng này, à 4 miếng. 4 miếng như thế. Rồi nhá. Các bạn sẽ ghép nó vào như thế này. Đó. Cái này cũng ghép vào đây. Ghép vào các bạn thành một cái miếng như thế này nhé. Đây, dùng có 2 tầng và là 4x4 nha các bạn. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ lấy miếng này. Các bạn sẽ lắp vào đây. Đó. Rồi, ok. Giờ thì mình sẽ lấy cái này, miếng này nha các bạn. Đó, rồi mình lắp vào đây này. Rồi. Ok. Tiếp theo mình sẽ lấy hai miếng này. Hai miếng này nha các bạn. Rồi mình lắp vào đây. Đó. Mình lắp vào xong rồi nha các bạn. Mình lấy miếng này. Mình lắp vào đây. Ok. Rồi mình tiếp theo mình sẽ lấy cái miếng này lắp vào đây. Rồi. Cái miếng này mình sẽ lắp vào đây các bạn. Đó. Ok. Rồi. Cái này mình sẽ lắp vào đây các bạn. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một cái miếng dài từng này nha các bạn. Đó, mình sẽ lắp vào đây. Đấy, các bạn thấy rồi. Giờ mình sẽ lấy một cái cục mà có lỗ ở giữa như thế này. Rồi mình lắp vào đây nha các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ lấy cái miếng này. Đây, miếng nó như thế này nha các bạn. Rồi các bạn lắp cái này vào đây. Như thế này. Đó. Các bạn thấy chưa? Rồi mình lắp vào. Rồi. Tiếp theo các bạn sẽ lấy cái này. Các bạn lắp vào đây. Lắp nó vào cái lỗ này nha các bạn, ở trong ấy. Các bạn lấy cái này các bạn lắp vào đây. Các bạn lưu ý nhá, nếu mà lắp vào thì nếu mà các bạn lắp vào thì không được đẩy hẳn vào đâu, mà các bạn phải để thừa ra một cái phần nhỏ nhỏ ở đây này thì nó mới có thể làm được nha các bạn. Đó. Rồi ok. Giờ tiếp theo mình sẽ lắp vào đây. Lắp cái miếng này vào đây. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy thêm miếng nữa như thế. Mình lại lắp vào đây. Đó. Rồi mình lắp vào đây nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái này. Lắp vào đây. Rồi giờ mình sẽ lấy miếng này. Mình cũng lắp nốt đây luôn. Miếng này mình lắp vào đây. Rồi lấy miếng này. Mình lắp vào đây. Nha các bạn. Rồi. Giờ mình sẽ lấy miếng này mình lắp vào đây. Rồi lắp vào đây nha các bạn. Rồi đó, các bạn sẽ lấy thêm một cái miếng này nữa. Các bạn lắp vào đây. Rồi nha các bạn. Đó. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái này. Các bạn lắp vào trên cùng. Để che vào. Rồi nha các bạn. Các bạn đợi mình tí. Mình đã quay trở lại vào đây. Đây cái các bạn sẽ lắp hai miếng này vào đây nha các bạn. Rồi mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần bấm cái này thôi là nó sẽ ra một cốc nước bằng Lego nha các bạn. Đây mình sẽ bấm này. Đó, nó đã có rồi. Thôi, video đến đây cũng dài rồi. Mình xin tạm dừng video ở đây. Và các bạn nhớ đăng ký cho mình nhé. Mình hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Bye bye.